gặp hai hot girl sau những ngày buông thả. Nước da trắng trẻo, Linh hút hồn nhiều người đàn ông bởi đôi mắt to đang lấy biết nói, nhưng vì sống buông thả nên Linh đã xa chân vào con đường tội phạm. Nước mắt hối hận giờ đây đã không thể cứu giúp được những sai lầm khiến họ phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau sông sắt trại giam. Mặc dù đã có cậu con trai 6 tuổi, nhưng Lưu Thị Linh, 24 tuổi quê ở Đô Lương, Nghệ An, vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung hồn nhiên như thiếu nữ mới lớn. Tội phạm ma túy mang gương mặt xinh đẹp yêu kiều như Linh trở thành một câu hỏi lớn đối với chúng tôi khi có dịp tiếp cận với hồ sơ vụ án mà Linh là đồng phạm, nhất là khi cô gái này bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố ở khoảng 4 tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, thì khoảng 23 giờ 40 phút ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại một căn hộ trong ngách 462 xuyệt 35 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Công an quận Ba Đình kiểm tra, bắt quả tang Lê Anh Tùng, 39 tuổi, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét căn hộ trên, thì cơ quan công an thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại, tổng trọng lượng là 519,86 gram, gồm có metafetamin, ATS, ketamine, cùng với cần điện tử để phân chia ma túy, cống thủy tinh và sổ ghi chép việc mua bán ma túy. Lê Anh Tùng khai nhận sáng cùng ngày anh ta liên hệ với một người bạn xã hội ở Hải Phòng tên Hùng hỏi mua ma túy. qua trao đổi Hùng bán cho Tùng 300 viên thuốc lắc 90g ma túy đá và 63g ketamin với mức giá là 150 triệu đồng, hẹn giao tại thành phố Hải Phòng. Trưa cùng ngày, Tùng thuê ô tô tự lái và thuê lái xe chở đi Hải Phòng để lấy hàng. Khi giao hàng thì ngoài số ma túy trên, Hùng còn đưa cho Tùng một số túi bột phách trộn thêm vào ma túy đá để tăng trọng lượng. Khi bán sẽ thêm lời. Đến 22 giờ thì Tùng ra sân bay nội bài đón Lưu Thị Linh và một người bạn về nhà thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt quả tang. Trong quá trình chung sống với Tùng tại căn hộ trên, Lưu Thị Linh đã nhiều lần đi thu tiền bán ma túy cho Tùng. Căn cứ sổ sách ghi chép việc mua bán ma túy thu giữ của Tùng và các tài liệu điều tra, cơ quan công an đã kết luận Lưu Thị Linh tham gia mua bán trái phép chất ma túy cùng với Tùng và số lượng ma túy là 385,68 g. Cơ quan công an cũng làm rõ căn hộ trên do Lưu Thị Linh đứng ra thuê trọ để ở cùng với Lê Anh Tùng. Khi thuê nhà, Linh đã sử dụng chứng minh nhân dân nhặt được mang tên là Phạm Thị Lan Anh. Về phía Lê Anh Tùng, quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh ngoài số ma túy thu giữ quả tang, Tùng đã thực hiện một số thương vụ mua bán trước đó và phải chịu trách nhiệm về số lượng tổng cộng là 631,53 gam ma túy tổng hợp. Hành vi phạm tội của Lô Thị Linh chỉ đơn giản và được tóm gọn như vậy, nhưng bước trượt của cô gái này lại là cả một câu chuyện dài đậm nước mắt đáng trách nhưng cũng hết sức đáng thương là chị cả trong một gia đình có bốn anh chị em. Tuổi thơ của Linh ở vùng quê Đô Lương, Nghệ An trải qua những ngày vất vả, công việc đồng án bởi bố của Linh là bộ đội phục viên. Mẹ thì chạy chợ ngược xuôi để nuôi bốn đứa con, gia cảnh khó khăn. Linh học hết lớp 9 thì đã thôi học. 18 tuổi, thiếu nữ bước vào cuộc hôn nhân sóng gió và ngắn ngủi khi không được sự đồng thuận của gia đình nhà chồng. Sau khi sinh con trai năm 2002, hai vợ chồng ly hôn, chồng Linh quay về quê tại Hà Nam, còn Linh thì ôm đứa con trai về nhà của bố mẹ đẻ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay thêm hai mẹ con Linh lại càng chật vật hơn. Mẹ Linh phải xoay sở đủ cách để kiếm tiền cho gia đình. Và trong cơn bão hụi họ quét qua các làng quê, mẹ của Linh đã bị dính vỡ hụi, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình phải bán đi ngôi nhà để trả nợ. Không còn đường mưu sinh ở mảnh đất quê nhà, bảy anh chị em trong nhà của Linh phải dắt díu nhau ra Hà Nội kiếm sống. Họ thuê nhà ở khu vực Mai Dịch, Hà Nội. Bố của Linh chạy xe ôm, mẹ thì đi chợ. Gánh nặng gia đình đối với bố mẹ Linh còn dài. Bởi ngoài hai đứa con còn đang tuổi lít nhít vì cái tội cố đẻ thêm để kiếm con trai, ông bà phải gánh thêm đứa cháu là con trai của Linh. Đứng trước gia cảnh đó thì bản thân lại mới chỉ học hết lớp 9. Lưu Thị Linh đã nhắm mắt đưa chân vào các quán karaoke để kiếm tiền phụ giúp gia đình và nuôi đứa con bé bỏng. Xinh đẹp, trẻ trung, những người đàn ông ham chơi tìm đến Linh không phải là ít. Để có tiền trang trải cuộc sống, Linh chấp nhận đi theo các đàn chị ra nước ngoài đi tour. Để bù đắp cho đứa con nhỏ phải sống xa mẹ, mỗi lần về thăm con, Linh mua rất nhiều quà. Thế nhưng cuộc sống nơi xứ người cũng không đơn giản. Những cô gái trẻ như Linh dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng bị vắt kiệt sức. Được hơn một năm thì Linh quay về Việt Nam và trở lại với nghiệp gái karaoke. Và định mệnh đã khiến cho cô gái trẻ gặp Lê Anh Tùng, người tình và cũng là người đã dẫn dắt cô vào con đường ma túy. Khi gặp Linh, Tùng đã trải qua hai tiền án tội tàn trữ trái phép chất ma túy và có hai đời vợ. Người vợ đầu đã giết áo ra đi khi Tùng đi tù lần một, ra tù Tùng kết hôn lần hai và có một cô con gái 4 tuổi. Từ khi dính tiếng sát ái tình với Lưu Thị Linh, Tùng bỏ mặt vợ con thuê nhà sống chung với người tình. Về phía Linh, sau nhiều năm quan quật, cô gái này cũng muốn có một người đàn ông làm nơi nương tựa. Đi theo Tùng, cô được người tình bao ăn ở và chu cấp một khoản tiền hàng tháng để nuôi con, giúp đỡ gia đình. Những lúc khó khăn, Linh thấy cảm động khi có một người đàn ông si mê mình mà không nghĩ đến mối nguy hiểm phải đối mặt sau này khi bị cơ quan công an bắt giữ thì lưu thị linh khai rằng do tùng đứng ra giao dịch mua bán ma túy với khách mang hàng đi giao còn linh chỉ đi thu tiền của khách mang về cho tùng và nghĩ rằng không trực tiếp sờ vào ma túy thì không phạm tội cho đến khi bị bắt và được phân tích về hành vi đồng phạm của mình cô gái trẻ này đã khóc như mưa như gió vì biết rằng số tiền trong những lần đi thu của khách tương đương với một số lượng ma túy rất lớn và linh phải chịu trách nhiệm cùng với tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong những ngày bị bắt giam, mỗi lần thẩm vấn cô gái trẻ này đều khóc lóc vật vả vì nhớ con, vì ân hận đã phải trả cái giá quá đắt. Giờ đây khi ở trong trại giam, Linh lại trút thêm gánh nặng nuôi con cho bố mẹ. Sau khi kết thúc điều tra, Linh bày tỏ nguyện vọng xin được gặp gia đình và con trai. Đó là một cuộc gặp mà từ đầu đến cuối là nước mắt của cả hai bên. Gia đình ta đã khó khăn rồi, giờ mẹ phải nuôi cháu, lại còn lo cho con nữa. Người mẹ dàn dụ nước mắt, vừa thương con vừa trách móc. Con chấp nhận con làm thì con chịu, bố mẹ thương con thì lo cho cháu giúp con. Tiền dành dụng được, con đã mua cho cháu cái bảo hiểm. Nhưng giờ thế này, bố mẹ cố gắng đóng tiếp cho cháu để sau này cháu có một khoản để học hành. Còn em, chị đi tù thế này rồi, em đừng mắng cháu không tội nghiệp. Cháu thiếu thốn tình cảm, đã không cha, giờ lại không mẹ. Em thương cháu nhé. Linh Hòa khóc khi được gặp bố mẹ và em gái. Người cha có vẻ bình tĩnh nhất, ông đứng ra một góc hút thuốc, nước mắt lặn vào trong. Lát sau ông quay sang động viên cô con gái cố gắng giữ sức khỏe và cải tạo tốt để sớm được về với gia đình. Các điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây số các bị can nữ phạm tội về ma túy có dấu hiệu gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Đây là điều rất đáng buồn. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà không ít thiếu nữ đã làm liều để rồi trả cái giá bằng cả tuổi thanh xuân chôn vùi sau song sắt chạy giam. Một thiếu nữ xinh đẹp khác cũng đã phải trả giá đắt hết sức đáng tiếc như vậy, đó là Lường Thị Huấn, 18 tuổi, trú ở xã Na Sang, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Khi bị bắt giữ về hành vi vận chuyển 10 bánh heroin, thiếu nữ này vừa bước sang tuổi 18 được ít ngày. Khi Huấn bị bắt, ai cũng thấy tiếc cho cô gái có khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp trong trẻo của một thiếu nữ vùng cao. Bước trượt của Lường Thị Huấn khởi điểm từ năm 13 tuổi. Thiếu nữ mới lớn không chịu được cái nghèo của vùng quê Na Sang, nên đã bỏ nhà đi phiêu bạc giang hồ ra thành phố Điện Biên. Với một cô gái mới lớn còn non nớt, Huấn nhanh chóng bị lôi cuốn vào những cuộc ăn chơi bay lắc và cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi, suốt ngày giao du với những kẻ ngập ngụa trong ma túy nên huấn nhúng chạm lúc nào không hay để có tiền chơi bời thì huấn liều mạng đi sách thuê ma túy khi bị bắt thiếu nữ ít học này khai nhận có phần ngô nghê khi cho rằng chỉ sách hộ chứ không trực tiếp mua bán thì không sao có lẽ vì thiếu hiểu biết pháp luật nên như vậy huấn đã đồng ý làm được những việc như vậy để được trả tiền công cao kẻ thuê huấn vận chuyển ma túy là Vi Trung Hiển sinh năm 1988 ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Quen nhau qua mạng xã hội Facebook, thấy huấn cùng sống, thích ăn chơi bay lắc. Hiển đã đặt vấn đề thuê thiếu nữ này sách ma túy từ Điện Biên lên Lạng Sơn, với tiền công là 10-15 triệu đồng cho mỗi một bánh heroin. Huấn đã gật đầu nhận lời của Hiển. Lần đầu, ngày 22 tháng 5 năm 2018, Huấn vận chuyển trót lọt là 4 bánh heroin cho Vi Trung Hiển từ thành phố Điện Biên đến cây xăng Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn và được Hiển trả công 50 triệu đồng thấy việc kiếm tiền quá dễ, huấn tiếp tục giữ liên lạc với Hiển để làm người vận chuyển. Ngày 4 tháng 6, Vi Trung Hiển từ Lạng Sơn lên Điện Biên gặp chủ hàng tên Thắng, hai bên thống nhất chuyến hàng lần này là 10 bánh heroin và đường đi vẫn là vận chuyển đến cây xăng Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn sẽ có người ra nhận. Tiền công vận chuyển là 15 triệu đồng một bánh sẽ giao khi nhận hàng. Sau lần đầu trót lọt, nên Vi Trung Hiển tiếp tục thuê lường thị huấn vận chuyển lô hàng thứ hai này với mức giá là 10 triệu đồng một bánh heroin. Hiển ở giữa hưởng phần tiền trên lệch. Tối ngày 5 tháng 6 năm 2018, Hiển nhận 10 bánh heroin, mang về khách sạn ở Điện Biên cất dấu Chiều hôm sau, ngày 6 tháng 6, Hiện mang số ma túy trên đến phòng trọ của Huấn ở tổ số 21, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên. Hiện giao ma túy và 2 triệu đồng để Huấn đi đường. Huấn chia 10 bánh heroin giấu vào vali, ba lô như người đi du lịch và tối cùng ngày bắt xe khách đi xuống bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Từ đây, Huấn sẽ tiếp tục thuê xe khách đi Lạng Sơn, còn Vi Trung Hiển, anh ta đi xe khách phía sau xe của Huấn để giám sát hàng. Trên đường đi, Huấn có trách nhiệm phải giữ liên lạc điện thoại và thông tin lộ trình cho Hiển biết khoảng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 6 khi đến bến xe Mỹ Đình Lương Thị Huấn xách vali ba lô chứa ma túy xuống bến để tiếp tục mua vé đi Lạng Sơn. Tuy nhiên hành trình tội lỗi của Huấn đã dừng lại khi bị công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Biết không thể thoát tội, Vi Trung Hiển sau đó đã ra đầu thú. Với hành vi trên cả Vi Trung Hiển và Lương Thị Huấn đều bị đề nghị truy tố theo khoảng 4 điều 250 Bộ luật hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào